Tài liệu đánh giá của UNESCO vừa được ban hành sẽ là tài liệu làm cơ sở cho việc công bố danh sách di sản vào kỳ họp chính thức sắp tới, cho thấy vườn quốc gia Cát Tiên có phần trùng với khu đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và khu ngập nước Ramsar. Vườn quốc gia Cát Tiên cần sử dụng các hình thức công nhận của quốc tế hiện tại để tạo các phương pháp bảo vệ và quản lý mạnh mẽ hơn cho khu vực này, chống lại các mối đe dọa như thủy điện, khai thác đá, du lịch thiếu kiểm soát và đặc biệt cần có những hành động khẩn cấp chống lại nạn buôn bán và săn bắn động vật hoang dã trái phép, nguyên nhân gây hại nghiêm trọng tới những giá trị tự nhiên của khu vườn. Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước với tổng diện tích 71.920 ha. Hiện vườn là một trong 6 khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam và là một trong 4 đề cử trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Vườn có hệ thực vật phong phú, gần 1.700 loài và hơn 700 loài thú, chim quý hiếm. Ngoài ra, vườn quốc gia Cát Tiên còn có khoảng trên dưới 20 đàn bò tót với tổng số khoảng 120 cá thể. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là quần thể bò tót hoàn hảo nhất của Việt Nam.